Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên cửa hàng Tùng Mỹ Audio làm một cái clip để review cho hai bác khách hai đôi loa full 30 để chơi Tết. Với hai cơ huynh này, Tùng Nguyễn tung ra thị trường mẫu vỏ thùng giờ xếp loại phiên bản nâng cấp, loại mới về. Và vỏ thùng này thì theo như Tùng Nguyễn đánh giá thì nó rất là đẹp và dày dặn. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio sẽ review tất cả các bác là hai mẫu loa mà nhà Tùng Nguyễn đã dựng hàng lâu rồi và được nhiều các bác khách nhận hàng và rất là ưng ý và hài lòng. Đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay là một đôi loa full 30 từ leo bi của giờ xếp, một cấu hình là ba tép giờ xếp, vỏ thùng giờ xếp. Đối với hai cấu hình này thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ review và giới thiệu sản phẩm, báo giá cho tất cả các bác cùng tham khảo. Và em sẽ có chương trình mới mà đó là 1-2 hôm nữa em về mẫu phân tần có mạch chống cháy tép là loại lắp full 30. Đối với những dòng này, nếu các bác lắp sử dụng các bộ phân tần đó thì sẽ đội thêm lên độ 200-250 một bộ phân tần gì đấy. Thì để hôm nào về thì mới bắt đầu giới thiệu được. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio sẽ review cho tất cả các bác mẫu loa. Đây là hai cấu hình loa đẹp lắm và hát hay. Đối với dòng này thì sẽ chuyên về cái giải ca các bác nhé. Sử dụng củ bát là neo bi hình lục giác đấy, bát neo là của xương của Lexo do công ty Xin Sinh lắp ráp và sản xuất, và một dòng tép neo bi 450 côn dây dẹt của BNC. Cấu hình loa này thì Tùng Nguyễn dựng hình loa nhiều rồi, phễu của nó thì là hình lòng trứng và nó khoét thì là hình tròn, nhưng mà nó là cái mặt phễu thì nó là lòng trứng đấy. Thùng loa thì ống thông hơi hai ống ở đằng trước, và lưới loa của nó đây các bác nhé, rất là đẹp. Và tiếng của con này ra rất hay vì vỏ thùng giờ xếp này của em nhập nó dày, nó chất lượng nước sơn, rồi là về cái chất lượng gỗ. Củ bát neo bi này thì nhà Tùng Nguyễn hàng ngày lên đường, số lượng thì không phải còn là nhiều đâu các bác nhé. Côn của nó côn phích và viên từ neo bi dày, bích dày. Đối với còng củ leo này Tùng Nguyễn sẽ bao cho tất cả các bác các loại mặt hàng leo ở trên thị trường, không có một con leo nào mà vượt được cái độ khỏe hơn con leo này. Tiếng của nó sáng mà nó lại khỏe hơn so với các dòng leo khác rất là nhiều. Màng của nó sần sùi rất là đẹp, gân vải tẩm dầu hai gân. Đối với những bác khách nào muốn sử dụng về tiếng ca hát nhẹ, sử dụng từ neo này lên kết hợp cho em thêm một quả xúc điện hoặc một quả xúc hơi đấy, nếu mà đánh từ neo đúng không ạ. Một cặp loa neo này Tùng Nguyễn đang cung cấp là 7,6 triệu một cặp loa này. Phân tần ở bên trong sử dụng hai con trở nhôm màu tím, phân tần tụ màu trắng sữa. Thì em bảo rồi, đợt tới đây em sắp có về một mẫu phân tần mới. Vỏ thùng gỗ dày không các bác, chất chống của nó rất là sâu, vỏ thùng rất là lặng và đẹp, nước sơn, lưới đẹp. Chuyển sang cái mẫu full 30 của giờ xếp này, thùng mang thương hiệu là giờ xếp. Thùng thì có thể là thùng thương hiệu DK, Lexo rồi các loại thùng. Nhưng cái quan trọng nhất là cái cấu hình bát tép phân tần ở bên trong các bác nhé. Đấy, mình ghép bát tép và giờ xếp thì nó chỉ là đồng bộ thôi, để gọi là cái hình thức loa đồng bộ thôi. Còn khi ở trong thùng loa thì mình dùng chả ai người ta mở ra của mình xem làm gì cả. Chỉ có những bác nào mà thương mại, anh em thương mại ở bên cửa hàng Tùng Nguyễn thì mới bắt đầu là muốn là sở hữu những cặp loa mà đồng bộ bên trong thôi. Còn đâu, khi mình chơi cấu hình bát tép của nó phải chất lượng đầu gấu thì mình cho ra được tiếng hay các bác nhé. Đến với cửa hàng Tùng Audio sử dụng một cặp loa với tầm tiền, củ từ to, đánh công suất rất là thích luôn. Với cấu hình loa giờ xếp ở đây là bát giờ xếp và tép giờ xếp. Dòng bát này thì hiện tại Tùng Nguyễn đang mập về là hai mẫu, một loại là đít bằng có 6 cái lỗ, bằng hay là lồi đều bằng giá tiền nhau. Lồi hay bằng không quan trọng, mà quan trọng là linh kiện để làm nên một chiếc bát. Ở công ty, cùng công ty người ta làm hai loại bát như này đấy, để cải cái mã thôi. Còn bên Tùng Nguyễn thì Audio thì nhập cả hai mã về, khách thích đít bằng, khách thích đít nồi. Thì Tùng Nguyễn vẫn đang làm số lượng rất nhiều, nhưng nhà Tùng Nguyễn thì đang làm đít bằng nhiều hơn là đít nồi đấy. Còn đây là đít nồi màu xanh này. Thế nhưng mà các bác hỏi em chất lượng tiếng nó có khác không, nó như nhau, em bảo rồi, nó chỉ là khác hình cái đít thôi, còn đâu cái quan trọng nhất là cái linh kiện để làm nên cái chiếc bát này này. Từ 190 con 76 bích thép màu trắng, con 76 vẫn như nhau hết, chỉ có khác nhau ở cái đít bát thôi. Đấy. Màng sơn dầu bóng. Màng xích ni lợn sóng gân vải tẩm dầu 3 gân. Mẫu bên trong này như cặp kia các bác nhá, những mẫu phân tần chất lượng như này sẽ cho ra giải tép cực kỳ là tuyệt vời. Và đối với cả dòng loa này
Nếu các bác sử dụng dòng loa leo, ví dụ như các bác muốn là sử dụng một con bát leo với giá bình dân hơn và sử dụng một cặp tép giờ xếp như này thì sẽ cho cái loa nó rơi vào tầm là 6 triệu thôi. Còn đâu nếu mà các bác sử dụng một đôi loa mà cao cấp ở bên cửa hàng Tùng Nguyễn, nó bát leo và tép leo nó 7 triệu 6 là đôi này. Và cái cấu hình mà như cái cấu hình mà các bác đang được xem ở đây, lưới được dán e căng chống bụi, nó lưới nó đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn, lưới thon dài. Đối với dòng loa giờ xếp này hiện tại Tùng Nguyễn đang nhập này thì nó sẽ cao hơn so với các cái dòng thùng 30 khác một chút xíu. Thế nên các bác nhìn cái lưới nó trông rất là dài, thế nên là trông nó cái loa nó rất là thanh. Đấy, tép của nó là tép giờ xếp, có mã là LD253 từ 120 và côn 44, chạm nhún màu vàng, từ dày bích dày, tiếng của nó rất là khỏe và hay. Và cặp loa giờ xếp của Tùng Nguyễn đang dựng ở đây, các bác tham khảo giá và cảm thấy hài lòng phát. Nhìn chất lượng nó như thế này á, 5 triệu 3 một đôi, mình có thể xúc ngay một đôi về, dinh ngay một em về để chơi Tết năm 2021, để phá làng phá xóm và để cho một cái điều kiện không gian gia đình là có một đôi loa trang trí và bày lên rất là đẹp. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác, và các bác xem video đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn nha.